LGBTQA có phải là trào lưu hay không? Chúng ta sẽ tiếp cận 3 mục tiêu chính hôm nay. Thứ nhất, khám phá sự đa dạng trong cộng đồng LGBTQA. Thứ hai, phân biệt giữa trào lưu và nhóm cộng đồng LGBTQA. Thứ ba, cung cấp dẫn chứng và số liệu thực tế. Về sự đa dạng trong cộng đồng LGBT có những cái đại diện trên đây. Thứ nhất là lesbian, thứ hai là gay, bisexual, transgender, queer, asexual. Để hiểu rõ hơn về chủ đề LGBT có phải là trào lưu hay không thì chúng ta cần phải phân biệt giữa hai khái niệm. Thứ nhất là trào lưu và thứ hai là nhóm cộng đồng. Về khái niệm trào lưu, phong là một phong trào hoặc là một xu hướng tạm thời, thay đổi nhanh chóng về mức độ phổ biến, liên quan đến thời trang, công nghệ, phong cách sống và có thể thay đổi theo thời gian. Ví dụ xuống thời trang mùa hè, công nghệ mới. Về khái niệm nhóm cộng đồng LGBTQA phản ánh sự đa dạng trong bản sắc giới tính và xu hướng tình dục, không phải là một trào lưu mà là một phần thiết yếu của xã hội đã tồn tại từ lâu và có lịch sử văn hóa phong phú. Sau đây chúng ta sẽ đến những cái dẫn chứng. Thứ nhất, dẫn chứng 1, khoa học và nghiên cứu. Nghiên cứu từ IPA, nghiên cứu vào năm 2009, LGBTQA không phải là bệnh lý mà là hiện tượng tự nhiên. Vừa dẫn chứng thứ hai, lịch sử và văn hóa, sự tồn tại trong lịch sử. Thời Hy Lạp cổ đại, mối quan hệ đồng tính giữa thầy giáo và học trò là một chuẩn mực của xã hội. Ví dụ, Alexander Đại Đế và Hephaestion. Về nền văn hóa bản địa, người True Spirit trong các bộ tộc First Nations kết hợp các đặc điểm giữa nam và nữ. Qua dẫn chứng thứ ba, tỷ lệ trong dân số, thống kê từ Gallup năm 2021, khoảng 5,6% người trưởng thành ở Mỹ nhận dạng là LGBTQA, kết quả sự nhận diện đáng kể trong xã hội và không phải là hiện tượng nhất thời. Sau đây là một vài ví dụ minh họa. Thành tựu và đấu tranh, phong trào Stonewall năm 1969 và luật hôn nhân đồng giới năm 2015. Sự kiện nổi dậy Stonewall tại New York chống lại sự phân biệt và bạo lực, kết quả khởi xướng phong trào Pride ngày tự hào thúc đẩy đấu tranh cho quyền lợi LGBTQA. Luật hôn nhân đồng giới năm 2015, tòa án tối cao Hoa Kỳ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, ý nghĩa kết quả của nhiều năm đấu tranh cho quyền bình đẳng. Về văn hóa đương đại, ngành giải trí, Elliot Page, nữ diễn viên chuyển giới nổi tiếng, Tuca và Bettyer, nhân vật LGBT trong chương trình hoạt hình. Cuộc thi Hoa hậu, Angela Bones, người chuyển giới đầu tiên tham gia Hoa hậu Hoàng Vũ, ý nghĩa tạo sự đại diện tích cực và công nhận sự đa dạng. Vậy LGBTQA có phải là một trào lưu hay không? Thưa không, xu hướng tính dục, bản dạng giới và giới tính sinh học là đặc điểm tự nhiên của mỗi người, không phải là lựa chọn theo hướng theo xuống xã hội và ảnh hưởng từ bên ngoài. Cần lưu ý rằng xu hướng tính dục, bản dạng giới và giới tính sinh học vốn là đặc điểm tự nhiên của riêng mỗi người, không phải là lựa chọn theo xu hướng và không thể bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Không ai có thể quyết định nhiễm sắc thể, bộ phận sinh dục cũng như nhận thức và bản dạng giới và xu hướng tình cảm, tình dục của bản thân. Do vậy, thuộc về LGBTQA không phải là hành động chạy theo xu thế xã hội, mà là đặc điểm tự nhiên, minh chứng cho sự đa dạng của tạo hóa. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.